Ơi, xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô một quế lá sóng bông chùm. Hàng này là hàng dâm ủ nha cô chú anh chị. Dâm ủ khoảng 5 tháng rồi đó. Cây là ổn định, mạnh khỏe hết trơn rồi nè. Đó cô chú anh chị ha. Từ đợt trước dịch tới giờ đó. Từ đợt tháng 4 á tới giờ đó 5 6 tháng rồi. Đó, cây là ổn định. Về cô chú anh chị mình chỉ cần mình nuôi mình bắt tay cành lại thôi ha. Đó, mấy cây này là vô dây mình bắt tay cành lại. Cái cây là ổn định khỏe mạnh nha cô chú. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Mấy cây này là nó gần như nó ổn định nè, nó không chết như cái dạng phôi mới bứng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cũng đừng so sánh những cái dòng mới bứng với cái dòng này ha, khổ em ha. Cô chú anh chị nào mà không biết nuôi á, không biết chơi á, thì cô chú anh chị mình có thể mua cái loại này để mình về mình nuôi cho nó ổn định ha. Đấy, dạng này thì nó hết chết rồi, nó chết nhiều là em lựa cho hết rồi. Nó cao vì lý do giá, nó cao vì lý do là cái tỷ lệ nó hao hụt của cô chú anh chị, nhà giá quý nó cao ha. 34 vành đây nha, gần 35 vành. Đế là cây này là đế đều ha. Cô chú anh chị mình xem nè. Đế cộng lực trong nha cô chú anh chị. Cũng khá cao ha. 1m45 cô chú anh chị ơi, chiều cao á. Và cái đường kính bầu này là 43. Cái này nữa là em ốp giấy vô sát thân vậy nè nha cô chú anh chị. Đó. Em ốp giấy sát vô để cho đi cho nó gọn ha. Ốp giấy thì nó có thể bị giật một số cành á, về mình có thể mình cắt lại, mình hút lại, mình nuôi lại nha cô chú anh chị. Tại vì cái dòng này là nó đã ổn mà, nó rất là khỏe. Về cô chú anh chị mình chỉ cần mình gọt băng keo ra, mình bỏ nguyên cái bộ đất này, mình bỏ vô cái chậu mình nuôi thôi. Đặc biệt cô chú anh chị mình á, người quế mình không được phui tàu ha. Mình dâm ủ là phải đúng cách để cái cây của mình nó ổn định, nó phát triển nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số là B1. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi tiếp theo ha, cây mã số là B2 nha cô chú anh chị. Hàng dâm ủ ha. Mấy cây này là về nó ổn định lắm rồi cô chú anh chị ơi. Về mình chỉ cần mình bỏ vô chậu mình chơi thôi. Tại vì hàng này á, mình dâm ủ rồi á, nó hư cái nào là nó hư thôi. Còn nhiêu là nó ok hết ha. Cây hư là nó hư, mà cây nó không hư là nó nguyên hà. Đó, yên tâm. Thì cái cây này á, nó to, nó đẹp nhưng mà nó bị lũa cái chỗ này nè. Nó mới bị lũa ha. Nó mới bị da xam chỗ này thôi. Đó. Cây có làm sao thì em báo vậy nha cô chú anh chị, em không có che giấu ha. Tại vì cái cây này lúc đầu nó nguyên vậy nè, đó, mình không có biết đâu. Đó, về cô chú anh chị mình không có để ý, cây về nó hư, nó mất công lắm ha. Còn nhiêu là cây ok hết nha, em thử lại hết à. Tại vì hàng dâm ủ thì không thể nào tránh khỏi nha cô chú anh chị. Mấy cọng rễ này là sống hết ha, sống hết nha. Chỉ có này nó bị xam chỗ này tí xíu thôi ha. Cây này lắc lượng. Đó. Cây này cũng khá là to nha cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số ha. 44 vành ha. 44 vành. Chiều cao là 1m2. Đường kính cái bầu này là 58 nha cô chú anh chị. Cây này cũng khá là nặng ha. Đế nè, cô chú anh chị mình xem từng cọng đế ha. Đế đều. Đó. Đế đều ha. Đây có con cọng nè. Ha. Đó. Cái cọng nhỏ này thì nó bị hư thôi, nó không có vấn đề gì. Cô chú anh chị mình cắt vô trong tí xíu mình nuôi lại ha. Đó. Đế đều, đế đẹp, thân lắc. Đó. Thân dặn mình lắc luôn ha. Mấy cây này là về cô chú anh chị mình bỏ vô chậu á, mình trồng luôn cũng được ha. Đó, mình không cần dâm ủ nữa, tại vì nó dâm ủ nó đã sống khỏe rồi ha.
Rồi cây mã số B2 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu tư, 1 triệu 400 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Đó, và cô chú anh chị mình á, nhớ ha, cây lớn thì cô chú anh chị mình cọc giúp em, chứ cô chú anh chị không cọc á, thì em không không có đi cây được nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cũng thông cảm giúp em ha. Đó. B2 1 triệu tư, cô chú anh chị cảm thấy ưng thì cứ liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 036 3579 057 ha, em tin Chí nha. Đó. Giá rẻ đó cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha, cái mã số là B3 nha cô chú anh chị. Nguyệt quế. Đó, cây này là cây lá bóng nha, em báo trước với cô chú anh chị mình ha, hay còn gọi là cây lá chanh á, nguyệt quế lá chanh ha, dẫn là bông chùm, bông thơm y như nguyệt quế lá xoắn ha. Đó, đặc tính của cái cây này á là rất là dễ trồng, dễ nuôi, rất là khỏe mạnh, mau đâm chồi ha. Đó, tạo tàn tạo tán thì rất là mau. Đó, nó gần như là gấp, nó phát triển gấp đôi cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm á cô chú anh chị. Đó. Đế cây này thì khỏi chê luôn, đế đều, đế đặc, nguyên cái củ ở trong này ha, nguyên cái củ đây nè, rất là to nha cô chú anh chị. Đó, đế là nó chảy đều ra luôn, còn cái củ là riêng ha, cây đang đâm chồi mạnh luôn rồi nè. Đó. Về cây này cốt cành rất là đẹp nha cô chú anh chị, cốt cành cũng khá đẹp cây đó. Rồi để em đo thông số ha, hoành là được 42 hoành nha, 42 hoành nha cô chú anh chị. Em đo sát sát dưới này ha, đó, cô chú anh chị mình xem ha. Còn cái hoành đế nè, cái hoành đế đặt ở phía trong nha, đế đặt ở phía trong này là tới 75 nha cô chú anh chị. Đó, cái dòng đế đặt là 75. Chiều cao là 1m2. Đường kính cái bầu này là 47 nha. Đó, cao 1m2 và đường kính bầu 47. Cô chú anh chị nào mà ngại chơi nguyệt quế á, tại vì cái dòng nguyệt quế mà cô chú anh chị mình không biết dâm ủ cái cây phôi lại á, thì cái tỷ lệ chết nó cũng khá là cao. Thì cô chú anh chị nào mà ngại á, thì mình có thể mình mua những cái dòng này nè, dòng dâm ủ rồi, hoặc là những cái dòng lá bóng á, mình đổi lại mình chơi lá bóng, nó rất là mạnh, rất là khỏe ha, lá nó cũng đẹp nha cô chú anh chị, chứ không phải là lá nó xấu ha, lá nó cũng rất là đẹp. Đế đều đẹp, rất là sức sống, rất là mạnh. Rồi cây B3 nha, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình á là 1.900.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị, hàng dâm ủ sống khỏe ha. Đó, cô chú anh chị mình đừng so sánh với giá của cái hàng phôi nha cô chú anh chị, đôi lúc thì cái hàng này giá nó nhầm khi nó lại rẻ hơn á, tại vì em đang hiện tại em đang bán để thanh lý cái vườn á. Đó, cô chú anh chị ủng hộ được thì ủng hộ giúp em ha. Rồi B3 1.900.000. À, tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo ha, cái mã số là B4 nha cô chú anh chị. À, mấy cái lá vàng vàng này nè là mấy cái lá của cái cây tàn mới bứng á, nó rụng ha, chứ không phải là cái cây bị bệnh gì nha cô chú anh chị. Cây hiện tại đang rất là tốt, khỏe mạnh ha. À, đế nè cô chú anh chị mình xem nguyên cái bộ đế, nguyên cái củ đế rất là to ha, đế nó chảy đều hết trơn, rễ cám rất là mạnh nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Đó, cây này cây lùng lực ha, cây lùng lực. Đó, cây hiện tại nó đang đâm ra nữa, nó đang đâm chồi rất là mạnh nha cô chú anh chị, đâm chồi rất là mạnh. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. 46 hoành ngay cái vị trí này nha cô chú anh chị, 46 hoành ha, cái củ đặc nè, cái củ này rất là to nha, cái củ này tới 80 hoành nữa nha cô chú anh chị, củ đặc là 80 ha.
chiều cao cây này là 95, đường kính cái bầu là 40 nha cô chú anh chị. Đó. Thì cái cây này em báo với cô chú anh chị là nó bị lũa cái lỗ đây nè ha, cái lỗ đây nè ha. Đó. Cái nhánh cũ á, thì ngang là 2 cm, chiều dài của nó là 11 ha, ngang dài. Tại vì cái nhánh á, ngày xưa cái nhánh á, thì cô chú anh chị mình cũng hiểu rồi, nó bể cái nhánh thì nó bể đây nè, nhưng mà nó sành ha, nó sành chứ nó không có bị mục nha cô chú anh chị. Còn ở trên đây á thì nó bị sâu ha, em báo trước ha, nó bị sâu đục lỗ đây nè, ở trên mặt đầu ha. À, nhưng mà nó chết rồi. À, không sao ha, không ảnh hưởng tới cái cây của mình nha. Về mấy cây này là cô chú anh chị mình vô dây sơ sơ là mình chơi được rồi đó cô chú anh chị. Mình cắt gút lại, mình nuôi lại một đợt cơi, một cơi đợt nữa là mình chơi được rồi. À, cây rất là lùng lực ha. À, cây ok nha cô chú anh chị. Có mấy một số cái điểm lỗi là em báo với cô chú anh chị mình ha. Cây này em báo là cây bị sâu đục thân, nhưng mà sâu thì nó chết rồi, nó chỉ còn cái lỗ thôi, chứ mà nó bị bể cái lỗ nhánh ở dưới này ha. À, nó sành ha, đế là ok khỏi chê. À, cây khỏe mạnh, cây này giống như là cây tàn này, giống như cây thường chậu rồi, nó không khác gì mấy đâu. Tại vì cây thường chậu thì nó chỉ thêm xe dừa ở phía ngoài để cho cái cây ăn thôi. Còn cái cây này thì cô chú anh chị mình gỡ bầu thì nó cũng rất là nhiều rễ cám à. Rồi cây B4 nha. B4, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Một cây đẹp nha. Cây đẹp nhưng mà nó bị lỗi, thành ra giá của nó mềm hơn ha. Đó, 1.400.000 thôi, 1.400.000 là mình đã có một cây mình vô chậu mình chơi rồi. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số là B5 nha cô chú anh chị. B5 ha. Một cây cũng siêu đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình thấy cái bệ đế nè. Rồi, tiếp theo ha, cây mã số là B5 nha cô chú anh chị. Đó, một cây siêu đẹp luôn ha. Cô chú anh chị mình xem cái bệ đế nè. Đó, cái bệ đế dữ dằn lắm ha. Này có thể chim nhẹ lên tí xíu ha. Chim nhẹ lên. Đó. Cô chú anh chị mình xem ha. Cây lắc lượng ha. Cây lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. À, cây nhánh này thì nó bị chết ha, chết khô ha. À, về cô chú anh chị mình cưa ngắn lại cũng được ha, nhưng mà bên đây thì nó sống bình thường nha cô chú anh chị. Cây này cây lá bóng ha. Dòng lá bóng này nó ổn định lắm cô chú anh chị ơi. Nó không sao chứ. À, thân đó là ok ha, không có bị bể bị gì nha cô chú anh chị. À, cây khỏe mạnh, không bể không bọng ha. Dòng lá bóng này nè. À, cô chú anh chị mình chơi ít khi nào nó bị bể lắm, tại vì nó rất là mạnh. Nó không có bị bể, nó không bị hư giống như cái dòng lá sắn ha. À, mình rất là dễ nuôi. À, còn cái dòng lá sắn á, cô chú anh chị mình không biết nuôi á, không biết gia mủ á, cái cây nó dễ bị bể lắm. À, nó rất là mạnh luôn. Cực kỳ mạnh mà đế nó là đẹp nữa. Cây thường á em mua nhiều, em mua rất là nhiều, thường em để ý cái dòng lá sắn á, cái đế lúc nào nó cũng đẹp hơn cái dòng lá bóng á, đế lúc nào nó cũng đẹp hơn cái dòng lá sắn hết trơn á ha. Nhưng mà làm tàn á thì lá bóng nó lại dễ làm hơn. Lá bóng á nó mau đâm chồi, nó mau phát triển lắm. 46 hoành nha cô chú anh chị. Đó, em đo thẳng thước dây lên trên tí xíu là 44 ha. Khu này nè 44 tỵ mình đo thôi, đây thì 47 nữa nè. Đó. Chiều cao là 1m1 cô chú anh chị ơi. Đường kính cái bầu này là 46 ha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ cái dàn đế nè, đế cộng lực mà đế bệ luôn nha.
Ở Nguyệt Quế mà kiếm cái vàng để bệ gì cũng rất là khó nha cô chú anh chị. Đó, lắc lượng ha, cây lắc lượng. Rồi cây mã số này là cây mã số là B5 nha, B5. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn nha. Đó, hàng dăm ủ sống khỏe nha cô chú anh chị, đâm trời mạnh ha. Này là em ốp giấy chứ em không có đóng khung nha, tại vì cái hàng này đóng khung cái nữa là rồi luôn. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tiếp theo ha cô chú anh chị mình, cây mã số là B6 ha. B6 thì cây này lá sắn bông chùm nha. Ở một trong những cái dòng mà ở miền Bắc á anh em ưa chuộng nhất nha. Lá sắn bông chùm. Cây này cũng ra mấy đợt bông rồi đó cô chú anh chị ha, nó còn trái nè. Ha. Cây rất là khỏe mạnh nha, đâm chồi mạnh luôn ha. Đế nè, cây này là đế đều nha cô chú anh chị đó. Quế đế đều ha đó. Cái cây này tại vì em cắt đít rồi á, nó vẫn nó có rễ cám rất là nhiều đó, cắt đít đây ha. Nè cô chú anh chị mình thấy nè, rễ cám nè ha đó, rễ cám nó đâm dữ lắm luôn, năng nè em nhổ lên nè, rễ cám nè ha, rất là mạnh nha cô chú anh chị, cây rất là mạnh cây. Đó, cây gì là cô chú anh chị mình chỉ cần mình bỏ vô cái chậu mình trồng là ok ha. Đó. Bởi vì cô chú anh chị mình đừng so sánh giá cả với cái hàng phôi ha, 37 hoành, chiều cao là 1m1, đường kính cái bầu này là 43 ha. Đó, cô chú anh chị mình đừng so sánh với hàng phôi thì cũng tội nghiệp em, tại vì em cũng dâm ủ á, dâm ủ mà 100 cây á, mà nó chết cũng 20-30 cây rồi thì tỷ lệ nó cũng khoảng 70-80% đó, thì nó cũng hao hụt lắm nha cô chú anh chị đó, cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Rồi cây B6, B6 cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 đó, em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi đó, B6 1.500.000 ha. Đó, trong khi cái phôi này nè cô chú anh chị mình mua cái phôi thôi, cái phôi mới bứng về thôi cũng cả 1.1 1.2, khoảng 1.2 rồi đó, khoảng 1.2 1.3, trong khi em bán có 1.500.000 à ha, 1.500.000 mà cây nó khỏe mạnh, về cô chú anh chị mình chỉ cần bỏ chậu mình trồng thôi, nó giống như cây thuần chậu rồi ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo ha, cây mã số là B7 nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp cây ha, cô chú anh chị mình thấy nè, nó hốc hác không à. Kiếm mấy cái cây giống gì nè nó hơi khó nha. Nó giống như là nó già nó lão vậy nè, nó hốc không à ha. Kiếm cái hàng này khó hơn cái hàng mà đế đẹp á cô chú anh chị, mà cái đế cây này nó cũng khá là đẹp nha. Cái vàng đế nè cô chú anh chị mình thấy ha, cũng rất là đẹp. Cây này cô chú anh chị về mình ký đá vô á là hết sảy luôn á cô chú anh chị, đâm chồi khỏe mạnh nha. Hàng này là hàng dâm ủ thì cô chú anh chị mình yên tâm nha đó, hàng dâm ủ là rất là khỏe, cây nào chết thì nó đã chết rồi, còn cây nào không chết là nó rất là khỏe mạnh ha, nó chỉ thiếu nước nó chết thôi chứ ngoài ra nó khó chết lắm. 42 hoành ở ngay vị trí này nha, 42 hoành nha cô chú anh chị, hoành nguyên cái bệ nè, cái bệ dưới này nè là 63 nha, 63 cái hoành bệ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m3, đường kính cái bầu này là 48. Cây này là Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị, đế nè ha. Cây là hốc hác rất là đẹp, cây gọi là dạng là lão đó cô chú anh chị, cây lão luôn á, này về mình cắt bonsai mình chơi cũng được nha. Đó, dạng cây lão luôn ha, này nó không phải nó tự nhiên nha cô chú chị, nó tự nhiên chứ không phải nó bị gì nha. À, mấy cái hốc nè là cái hốc tự nhiên của nó nha. Đó, hốc thiên nhiên luôn. Rồi cây mã số, cây này là mã số B7 cô chú anh chị ơi. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 nha, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Đó. B7 nha, Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm.
Rồi tiếp theo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo ha, cây mã số này là cây mã số B8 nha cô chú anh chị, một cây dáng bay ha. B8. Cây dáng bay đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Đấy, không gian thì nó hơi hẹp ha, thì cô chú anh chị mình cũng xem kỹ kỹ giúp em ha. Đó. Em quay thì nó không được giáp dòng cây này nha. À, không gian thì nó hơi hẹp nha cô chú anh chị, dáng bay ha. Đó. Cây là đế nó cũng khá đế lắm á cô chú anh chị. Nè. Đế nè ha. Đó. Nè, đế nè cô chú anh chị ơi. Em quay cái dàn đế trước cho cô chú anh chị mình xem ha. Cô chú anh chị mình thấy đế tứ diện này ha. Đều bốn 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 mặt đều có đế ha. Cây là cốt cành nó có sẵn hết trơn nha cô chú anh chị, nó đâm chồi mạnh khỏe ha. Đó, cái gọng lắc nè cô chú anh chị mình thấy cái gọng ha, cái gọng thiên nhiên rất là đẹp nha. Hoành 34 hoành, 34 hoành là em bỏ nhánh tử ra luôn nha cô chú anh chị. Em đo trong nhánh tử ha. Rồi em đo tràn cái nhánh tử luôn nè. Tràn tràn cái nhánh tử luôn là 43 nha. Rồi cái chiều dài của cái này là 1m37 cô chú anh chị ơi. Đường kính cái bầu này là 37 luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem. Cây này là lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Cây này nó cũng cơ bản là em thấy nó không bể không bọng gì ha, không chạy dây, không có chạy da chỗ nào hết nha cô chú anh chị. Cây ổn định ha. Thì cô chú anh chị mình nếu như nuôi nguyệt quế á, thì cô chú anh chị mình cũng biết ha. Cây một khi nó đã ổn định rồi á, nó khó chết lắm. Còn cái cây mà mới dâm ủ á, nó dễ, nó muốn chết giờ nào nó chết, nó xỉu giờ nào nó xỉu à ha cô chú anh chị. À. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha, cây mã số B9 nha cô chú anh chị. Cũng là cây cuối cùng của clip ha, hôm nay em lên 9 cây thôi ha. Cây này thì cái đế là khỏi chê rồi. À, nguyên lô nguyệt quế này cái dàn đế đều đẹp hết nha cô chú anh chị, đế đẹp lắm ha. À, cây này cốt cành ha. Nó có mấy cái lỗ này cô chú anh chị, mấy cái lỗ này sọt vừa cái ngón tay em bay dài ha, nhưng mình cái lỗ này là không phải là cái lỗ nhánh chết nha. À, em gờ là thấy nó sành hết trơn ha, nó không phải là cái nhánh mục nhánh chết gì ha. À, ở đây nó cũng có cái hốc nè cô chú anh chị. À, cây có làm sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình ha, để cô chú anh chị mình dễ mua bán nha. Rồi hoành ngay vị trí này là 40 hoành nè cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy thước dây em đo ha, 40 hoành. Chiều cao là 1m15. Đường kính bầu này là 39 nha. Đó. Rồi cây mã số B9 cũng là cây cuối cùng của clip. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị mình nhớ lưu ý ha. À, khi mua cây á, thì cô chú anh chị mình nhớ cọc giúp em. Tại vì hàng này lớn á, đi mà cô chú anh chị mình không nhận em cũng khó xử lắm. À, rất mong cô chú anh chị thông cảm. Thì cô chú anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 036 3579057 ha. Em tên Trí nha. Rồi em xin chào.